chương 15, tôi thấy một điểm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời, cùng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài được tỏ ra. Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời, chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn.